Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay dự kiến trở lại Cần Đăng để gặp anh Dũng. Mà hôm nay có một câu chuyện cũng hết vui đủ cô chú anh chị. Hôm qua nay nghe nói gì lùm xùm nhưng mà anh Dũng sẽ không cho mấy anh em quay hình gì nữa đó. Rồi anh Dũng sẽ đổ thừa, có người mớm mồi cho anh nói là như bài ảnh nói là anh đã bị kiến rồi. Thì bây giờ mấy anh em đi đến đây thì gặp bé Thấm đang đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Hả? Anh lấy điện thoại. Lấy điện thoại hả? Điện thoại bỏ đâu lấy? Tiệm á. Sửa rồi hả? Hư rồi hả? Rồi đi lấy đi, coi chừng xe đó. Qua lỗi coi chừng xe. Cho bây giờ Vũ Chiến sẽ mời quý cô chú chị theo chân Vũ Chiến hàng để xuống gặp coi anh Dũng coi cái tình hình sao đây. Căng lắm rồi. Nghe nói là anh làm căng lắm. Mỗi lần đi xuống mỗi lần khó khăn. Ồ, hôm nay đâu đây có cây mai nữa. Tới công chuyện rồi. Rồi, Vũ Chiến xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Thì hôm nay á, mấy anh em, nhóm của mấy anh em trở lại đây gặp anh Dũng thì cũng có một câu chuyện lớn lắm cô chú anh chị. Một câu chuyện mà khá anh em cũng đây khá là bức xúc. Bây giờ ở đây em hỏi thiệt anh. Dạ. Từ khi em với anh Thanh Phương chiến của bác rồi lại đặc biệt luôn mấy anh em quay. Dạ. Rồi, có làm phiền gì với anh không? Không. Anh nói một cách thật lòng. Có làm phiền gì với gia đình mình không? Không. Có giúp đỡ gì được cho gia đình mình không? Có. Đó. Tuy rằng không giúp đỡ được nhiều thì giúp đỡ được ít. Dạ, đúng. Đó là một câu chuyện. Tụi em quay gia đình anh cũng vì gia đình anh khó khăn, tụi em giúp được gì dạ. Giúp. Rồi tụi em cũng có được cái số tiền của từ dạ. YouTube, dạ, tụi dạ. Em cũng trang trải cuộc sống dạ. Của tụi em. Dạ. Đó là hai cái mà mình hòa nhau. Dạ. Đó. Rồi, tới một cái vấn đề nữa là vấn đề ai xúi anh nói vụ mà anh nói anh Thanh Phương là kia. Xúi anh là nói phải lên đến nói cộng đồng mạng là anh đã thiến rồi. Nè vợ tôi nè nó khai nè chứ tôi có khai đâu. Tôi nói hôm qua là tôi nói anh Thanh Phương là không xúi tôi gì hết trơn nha. Mấy anh đừng có bắt buộc tôi mà anh nói cái bên cộng đồng mạng của mấy anh đó là còn nghi ngờ tôi. Nhưng mà cái câu chuyện thiến đó là tự anh với anh Toàn nói dạ. Đúng không? Tự gia đình mình nói ra chứ ở đây ai mà biết. Vợ tôi nói nè. Rồi tôi đâu có nói. Ông nhiều tôi ra nói nghe đi ông giúp chưa? Là sao đâu bây giờ từ anh Dũng từ để cho chị nói đi rồi, chị nói đi. Mấy gì nè bạn tôi ăn cũng tiếng rồi bây giờ nó không tin á kêu những mày chở đi nhớ huyện á sáp lại có thấy là gì không đó rồi nói gì anh đi nói gì em giúp cho đó là nói đi rồi giờ giúp cho phải không rồi ai kêu chị nói vậy thì em không kêu biểu nói đi tôi em mới nói nghe thú không anh Dũng nói lại cho chị nó không nghe rõ nè không có thú nha nói anh Kha anh nói vậy đó anh hỏi mà phải gì không rồi chở đi dưới tỉnh đó khám tôi nó có quyền gì mà chở tôi đi chạy hồi nãy tôi nói luôn á nhưng mà câu chuyện thiến này hay không á là ở đây anh em không có xúi anh dạ không phải đúng. Là để chiến ở đây chiến nói cho tất cả quý cô chú anh chị mà không phải là anh em bài để nói anh Dũng bị thiến để cho anh Dũng chạy tội cái bầu này nhưng ông Toàn ông nói trời ơi tôi biết anh Dũng lâu rồi tôi biết anh Dũng này dạ. Từ xưa giờ anh Dũng này là nó đã bị thiến rồi không phải ông Kha ông nói chứ không phải là tôi ông hỏi vợ tôi thật sự vậy không rồi sao nhưng mà bây giờ thật sự có thiến không thiến đâu nói thật tôi vậy đó tôi nhưng bây giờ tôi không sao có thiến anh hôm rồi anh nói với em là anh thiến 21 năm thì nói vậy thôi rồi là chị của ông cũng nói là anh đã thiến rồi luôn ở hai người vợ là không có con luôn dạ mà hồi đó có đụng chạm nhỏ kia đâu con không đụng chạm tới nhỏ này luôn đó đó kia đó như là sống lên vợ chồng vậy thôi bạn thôi chứ không có gì mà thật sự là không có thiến không thiến mà trên bảo dưới nghe vậy mà sao không có đổ thừa nha mai mốt lên không đổ thừa nói ông này xuống kia rồi. Nếu mà tôi nói anh Phương nha xuống tôi chặt con tay là nói thẳng là ở đây là không có xúi anh. Dạ. Còn cái vấn đề mà tìm anh ra sự chặt. Thật á. Dạ. Về tác giả của cái câu chuyện này. Dạ. Là chính vì thấy anh bị hàm oan. Dạ. Cho nên là anh em trong nhóm tôi là ngày đêm á là đi tìm á dạ. Cái nhân vật đó. Dạ.
Anh biết đó, đầu tiên anh cũng cũng biết đó là người ta không có thừa nhận. Dạ. Nhưng mà sau khi một thời gian đó, anh em chúng tôi đó nắm được sự thật, đưa ra cho họ thấy, thì họ mới cúi đầu chấp nhận và họ đồng ý đến gia đình anh. Trong đó có là anh em là bên nhóm bên kia thì dẫn là cái bà xui của anh là Nhí đó xuống gặp anh để nói chuyện khai quấy. Thì đúng đó là thật sự anh em đây là những người rất là nhiệt tình, phải nói là âm thầm ngày đêm bỏ tiền túi ra để đi tìm sự thật cho anh, để minh oan cho anh. Thì lúc đó anh cảm nghĩ là anh rất là vui, đúng không? Dạ. Và anh đứng ngước lên nhìn tất cả mọi người trên cái xã hội này là anh là cái người trong sạch, không phải là cái người mang tiếng hàm quan. Đó, từ đó về sau là không còn ai nói anh là cái người mà cha dưỡng mà tác giả của con gái anh, đúng không? Dạ. Thì như vậy đó, ngày hôm nay là cái chữ thật. Cho em xin nói ngắn một cái. Anh còn nói anh nào cái này chắc anh Phương bỏ tiền ra mướn thằng Sang đó, anh còn nói vậy đó. Ai kêu ông Kha, ông nói ông không phải là ông ai kêu đấy, ông nói là anh Phương chắc bỏ tiền ra mướn thằng Sang dưới nói. Thì kêu mời quý vị xem đoạn clip này, có phải là Thanh Phương nói không, là người khác, anh em khác quay và anh em khác nói đó, dưới sàn là chính miệng Sang là nói với anh em khác. Tôi là cái người đó là chỉ nghe thôi, không có trả lời, cho nên là tôi không phải là cái người mà đứng ra để phỏng vấn hàng Sang mà anh em khác. Và chính vì tôi bắt được cái câu chuyện đó, tôi mới được âm thầm đi tìm sự thật từ nguyên nhân đó, chứ không phải là tự nhiên mà mình quyết định là thằng Sang là tác giả. Vậy là nói anh Thanh Phương là bỏ tiền ra định kêu thằng Sang tội hả? Mà anh nói vậy đó hôm qua anh nói chắc anh Phương này bà là chắc anh tỷ phú gì rồi, còn cái chuyện đó là tôi không biết. Nhưng mà anh nghĩ đi, có thằng người nào ngu mà lấy đồng tiền mà đi khai cái tội mình đi không? Dạ, mà ông đè ép vụ đó hoài, tôi không biết vụ đó. Ông muốn về em gặp anh Phương nói, chứ tôi không nói. Cái là trong cái công việc này thì anh em làm nghề YouTube với nhau, thì giúp đỡ cho được hoàn cảnh nào thì có nghĩa là mình vô cùng cảm ơn. Tại vì tất cả quý vị biết là mình không phải nói là những anh em, đây là những người thầm lặng bỏ tiền túi ra nè, đó đi tìm sự thật cho anh Dũng. Chúng tôi không có mua chuộc nhân vật, mà tự nhân vật thừa nhận đó là do ý trời thôi. Là cái nghiệp của họ làm, họ cảm thấy nhận sai, họ thừa nhận. Chứ ở đây là không có bỏ tiền, tại vì chúng tôi là những người làm cái nghề này là không có tiền. Tiền là Mạnh Thường Quân cho, chứ tôi không mấy, tôi không có tiền bạc gì hết. Mà đè ép như vậy đó, tôi nghe là ông nói vậy không, tôi là tôi bực tức lắm anh Vân, nói thiệt. Nhưng mà đè ép anh có nói theo không? Không luôn, tôi không nói theo tụi con anh. Cho nên thì hôm nay á là có chiến Đồng Tháp nè, rồi á là chiến An Giang. Thì hôm rồi qua là ông nói chứng mẹ không nói được. Vấn đề mà anh không ai xuống được, không cho thằng Chiến quay đó. Rồi thêm một câu chuyện nữa. Thì khi mà gia đình mình á, phải nói là lúc đầu tiên á, mà chưa vụ bé Thắm, mà chưa có thai á, thì gia đình mình cũng được nhiều anh em YouTuber quay rồi, đúng không? Đó. Thì hôm nay em lại nghe được một câu chuyện nữa là giống như anh sẽ chia phe ra, anh sẽ cho nhóm này quay, không cho nhóm kia quay, và đặc biệt không cho nhóm của anh Thanh Phương quay, có đúng không? Mà lúc đó đâu có biết anh Phương đâu. Không có, ngay cả ngày hôm qua kìa. Anh nói với người ta là nói là từ gặp lên là nhóm của anh Thanh mà Phương. Mà quá đông rồi, tôi dặn thì tôi đâu có nói thiệt. Có nói sao, nói có lại. Có nói không á, tôi nói anh Phương mà tôi mà không có mặt nó ở đây. Thì tôi nói thiệt, tôi hôm qua tôi quá giận rồi, nói luôn. Tôi nói mà nói anh Phương qua tôi cũng không cho quay nữa. Có, tôi quá giận rồi tôi nói. Mà không phải cái câu này nè, cái câu này em suy nghĩ vậy nè. Anh nghĩ anh là giống như quá giờ thân rồi. Anh nói mai mốt ngay cả ông Thanh Phương tôi còn không cho quay nữa, đừng tiêu người khác. Không phải là vậy đó. Nghĩa là nó không cho ai quay hết. Luôn cả tôi không cho quay luôn. Tôi hôm qua tôi dặn thiệt luôn. Tôi nói ngay mặt ông luôn mà. Tôi đâu có sợ. Tôi nói cả anh Thanh Phương qua đây tôi còn không cho quay luôn. Hiểu rồi, hiểu câu chuyện đó rồi. Tại vì anh nhận quá, nhận rồi, không xếp biết bao giờ. Môi cho hoài cái chuyện kia đã, ta nhận rồi thôi đi. Môi tôi hôm qua là lên lộ bắt đầu bà kia ở môi, trên nhà môi là sao, môi là ép anh hả, ép anh nhận cái bào thai nữa hả? Hôm qua môi chửi tôi luôn. Tại sao anh ác dữ hả? Lên cái bà nào mà ngủ nó hoài. Nè,
Bà không biết thì thôi đi. Thôi đi thôi, đừng được đại. Bây giờ mình nói cái chuyện trong này thôi, đừng nói người ta nữa. Dạ. Hết lòng. Không rồi, tôi không nói tên. Vụ trội vàng là sao anh? Hồi nãy. Bà sao? Bà kia bà sắm cái đầu bông cho vợ tôi. Mạnh ông thầy à, Mạnh Thông Quân. Cái ổng ấy nè, nàng sắm vàng cho vợ, dùng trên bà góp liền. Tôi không cần anh, nói thiệt. Vàng là đối với tôi thôi đi. Anh đem về đi. Không cần. Đôi bông đang đéo hả? Không phải. Đôi bông ổng ông Kha cầm ở rồi. Ờ lấy về rồi ha. Ừ. Anh không còn chửi tôi, nó mày cho mẹ rồi mày quẹt mỏ như gà. Chơi tôi câu mà. Tôi chơi lại liền, tôi đâu có sợ. Tôi nói anh cho tôi anh nhắc tôi đem tôi trả lại cho anh. Thôi, bỏ đi. Đừng có nói mất lòng anh ơi. Bây giờ mày có chuyện gì đó, ai giúp anh thì anh cảm ơn. Dạ tôi cảm ơn. Nhưng mà giúp như thế nào đó. Dạ. Thì á cái quyền của mọi người, dạ, người ta nói cho không bằng cách cho. Dạ. Thì tất cả các cô bác người ta thương cái con gái của anh. Dạ dạ đúng. Người ta cho con gái anh chứ không phải là thương anh. Dạ đúng rồi. À cho nên là chính vì thế mà bây giờ á người ta nói là đơn hùng tính còn